Đến ngày hôm nay á, mấy tháng rồi bà con, thì giá trái tắc trên thị trường đỉnh điểm luôn, 20 mấy ngàn một ký. Mà cái gọi là cái cây này trồng rất là dễ cho trái, nhẹ công chăm sóc nữa, thì bà con ta thấy nếu mà một tháng mình thu hoạch được 2 lần, tính ra so với trồng cây mít hoặc cây sầu riêng, cái lợi nhuận nó sẽ cao hơn, đảm bảo bà con luôn. Vì cây mít với cây sầu riêng bà con ta thấy trồng mình thu tiền rất là nhiều, nhưng mà chi phí phân thuốc, cô chú chúng ta trồng số lượng nhiều cũng đã biết rồi, nó rất là cao. Cây hiện tại do trái hút thì cây nó cũng hút hàng và không có nhiều đâu. Nhiều anh em khi điện tới mình cứ lựa chọn ngậm mừ thì không có hàng để mình lấy. Cây quá đẹp luôn, quá chuẩn, có trái sẵn luôn. Về cô chú anh chị trồng á, chịu khó lặt bỏ những cái trái nhỏ này, hoặc là nó có bông lặt giùm em, tầm 5 7 tháng trở lên cây lớn mình hay để nha. Và mình trồng á, thời điểm này rất là ok. Tại vì sao ạ? Bà con ta nha, mình tinh ý một xíu, cây tắc trồng mùa nắng gần như nó sống rất là cao, còn mình tới mùa mưa, khi mưa xuống bộ rễ nó bị lạnh, cây tắc rất là dễ thành củi. Cô chú để ý giùm em vấn đề này. Cây giống Tâm Phúc đang lên ở đây để sáng ngày mai sẽ giao đến cho khách ở ấp 3, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cũng cảm ơn chị với cô rất là nhiều. Và cũng nhân dịp ngày 8 tháng 3 ở cây giống Tâm Phúc, em gửi một phần quà nhỏ đến gia đình. Mỗi sáng mình uống cà phê cũng nhớ đến cháu Thắng. Trưa mình làm việc mà trời nắng lên rồi, mình có thể lấy nét cà phê pha uống cho nó mát lạnh. Đói bụng là có bánh ăn, buổi tối là mình có trà uống luôn. Khi mà sức khỏe giảm xuống, trong đây em có nước yến cho mình. Dạ, đây là chân tình của em Thắng, cháu Thắng gửi đến gia đình. Thì bà con nào cũng vậy, khi mua cây thì bên em sẽ giao tận nhà. Tùy vào đơn hàng thì em sẽ có từng dịch vụ khác nhau. Cô chú mua giống thì cứ alo cho em trực tiếp, thì hai bên trao đổi sẽ dễ hơn. Bà con nhắn tin đôi khi á, em không có thấy hoặc là em không có trả lời kịp. Cảm ơn cả nhà chúng ta rất nhiều.